Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cô Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục tri thức học và ứng dụng vào đời sống. Tiếp tục với những cái series chia sẻ kiến thức về cái nhân tướng học, mình muốn gửi đến các bạn cái chủ đề hôm nay là một trong những cái bàn tay mà nếu như các bạn sở hữu nó thì mình chắc chắn rằng các bạn là một trong những người rất đặc biệt. Tại vì sao nó đặc biệt? Tại vì chỉ có những người có đầy cái phúc khí và cái con đường công danh sự nghiệp của họ có cái sự thành công nhất định, thậm chí là có một cái sự thành công vang dội, thì họ mới có được những cái đặc điểm như thế này. Mà các bạn hãy thử giở cái lòng bàn tay mình ra xem có những cái đặc điểm mà mình chia sẻ trong cái video này hay không. Và ở cái video hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn hai cái đặc điểm mà cụ thể trên lòng bàn tay này luôn, để xem có những cái dấu hiệu như thế nào. Và cái đặc điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là cái tướng tài của một người có cái chữ M. Các bạn thấy trên lòng bàn tay của người này có một cái dấu hiệu rất là đặc biệt, đó chính là cái bàn tay chữ M. Có thể nói cái bàn tay chữ M là một cái bàn tay rất đặc biệt. Tại vì cái chữ M này nó được hình thành từ bốn cái đường đặc trưng cơ bản trên lòng bàn tay của chúng ta. Đó chính là cái đường trí đạo, đường sinh đạo, cái đường tâm đạo và cái đường định mệnh. Sở dĩ cái bàn tay chữ M nó đặc biệt là bởi vì nó có một cái đường rất quan trọng, nó quyết định tới cái đường công danh sự nghiệp và cái sự thành công của họ, đó chính là cái đường định mệnh. Cái đường định mệnh này nó xuất phát có thể từ ở gò thái âm hoặc từ gò địa đi lên, nó đụng cái đường trí đạo hoặc thậm chí cái đường tâm đạo, hoặc là thậm chí nó vượt ra khỏi cái đường trí đạo, thì nó sẽ tạo thành cái bàn tay của một người có chữ M. Và đây chính là cái mấu chốt, là cái dấu hiệu đặc trưng của những người có lòng bàn tay chữ M. Và đương nhiên rồi, những cái dấu hiệu này không phải ai cũng có. Tại vì những người có cái bàn tay chữ M này đó các bạn, thì có thể nói đây là một trong những người mà họ có đầy đủ cái phúc khí rất lớn. Tại vì sao mà mình nói như vậy? Trước tiên chúng ta phải phân tích vào những cái yếu tố sau đây. Những người có cái bàn tay chữ M là bởi vì họ có cái tâm của họ rất rộng. Họ luôn luôn nghĩ tới người khác. Trong các cái mối quan hệ giao du với bạn bè, người này rất là biết kính trọng. Do đó đây là một trong những cái biểu hiện của người có cái đức hạnh. Mà người có đức hạnh thì cho thấy đây là một trong những người có cái phúc khí rất lớn. Trong cái việc mà ngoại giao thì người này luôn luôn biết cách đề cao cái người khác, và qua đó cũng biết cách nâng tầm cái giá trị của mình lên. Đây là một trong những cái đặc điểm mà mình phải nói là nó rất hay, rất độc đáo ở những người có cái bàn tay chữ M như thế này. Nói một cách đơn giản, đây là một người rất tinh tế trong cái việc giao lưu các cái mối quan hệ của ngoại giao của người này. Đó là một trong những cái đặc điểm mà các bạn mình nghĩ rằng các bạn có cái bàn tay chữ M, đó là một cái điều thuận lợi rất lớn. Nó sẽ là một cái ưu điểm để giúp cho chúng ta có thể có cái mối quan hệ giao du lớn, chiếm được cái lòng tin, cái niềm tin yêu của mọi người. Đây chính là cái dấu hiệu đầu tiên của cái bàn tay chữ M. Và một cái đặc điểm nữa, có thể nói những người có cái bàn tay chữ M này là họ có cái trực giác, cái linh cảm rất tốt. Các bạn có cái bàn tay chữ M, các bạn cũng sẽ cảm nhận được những cái điều tốt, điều xấu xung quanh mình. Người nào đó mà nói láo các bạn hoặc là che giấu một cái điều gì đó thì các bạn sẽ nhận ra ngay. Cho đó với cái tướng tài của chữ M này, có thể nói là họ có rất dễ dàng nắm bắt được cái thời cơ. Họ sẽ cảm nhận được lúc nào là cái thời cơ nên đầu tư, hoặc là cái thời cơ nào mình nên làm những cái việc tốt, hoặc là có cái làm cái việc lớn. Thì có thể nói đây là một trong những cái dấu hiệu để cho thấy cái người đó có dễ dàng đi tới cái sự thành công. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa, mặc dù cái bàn tay chữ M này có đầy đủ những cái phúc khí như vậy, nhưng mà cũng có thể nói đây là một trong những cái tướng tài mà chịu cũng khá là nhiều cái sự thử thách. Đương nhiên rồi, cái sự thử thách đó không phải ai cũng được. Một người mà được cái sự thử thách thì các bạn nên trân trọng nó. Bởi vì những người họ có cái năng lực thực sự, có cái tài, thì họ mới nhận được cái thử thách. Và cái thử thách càng lớn thì một khi họ đã thành công thì sẽ thành công rất là vang dội. Cho nên với những cái đường nét chỉ tay của những người có bàn tay chữ M, thì một khi họ đã vượt qua được những cái khó khăn thử thách đó thì chắc chắn cái con đường thành công của họ sẽ rất lớn. Và chúng ta đã chiêm nghiệm được rất là nhiều cái tướng tay của các vị lãnh tụ, lãnh đạo hoặc là các nhà tỷ phú trên thế giới. Họ có một cái bàn tay chữ M, mà chữ M này phải nói rất là rõ ràng, sâu đậm, và nó đẹp như thế này thì rõ ràng đây là một cái bàn tay chữ M rất đẹp. Nó cho chúng ta biết được
là cái người đó ở từ cái độ tuổi trung niên trở đi, từ 35 trở về sau. Nếu mà chậm một tí xíu thì ở đâu đó chừng từ 40 tuổi là họ sẽ có được cái sự phúc khí dồi dào. Và một khi phúc khí đã tới thì cái sự thành công, tiền tài, cái công danh của họ, tình cảm của họ cũng sẽ được viên mãn, được tròn đầy rất sớm. Những người có bàn tay trên mờ là một trong những người mà họ có cái tố chất lãnh đạo, họ kiếm tiền cũng rất là giỏi luôn nha các bạn. Với cái tướng tay chữ M này càng khó khăn bao nhiêu thì họ sẽ càng cảm thấy đó là một cái sự thử thách và họ sẽ vượt qua rất là dễ dàng. Bởi vì những người bàn tay chữ M họ có đầy phúc khí, mà phúc khí thì nó sẽ có nhiều cái quý nhân giúp đỡ trên cái con đường sự nghiệp mình đi, thậm chí là trong cái cuộc sống nữa. Những cái khó khăn thử thách thì người này sẽ dễ dàng vượt qua bởi vì họ có được cái đức hạnh, có cái người giúp đỡ. Cho đó đây là một trong những cái tướng tài rất đặc biệt mà mình muốn chia sẻ gửi gắm tới các bạn. Và một cái đặc điểm nữa mà trên lòng bàn tay mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa, đó chính là trên đường tâm đạo. Nếu như mà trên đường tâm đạo có những cái hướng ở đặc biệt ở cái phía cuối, nó có hướng đuôi phượng như thế này, thì rõ ràng đây là một trong những người phải nói cũng có phúc khí rất dồi dào. Đường tâm đạo nó thể hiện cho cái tâm tư tình cảm của một người. Và nó đương nhiên rồi, cái tâm tốt thì đương nhiên là sẽ có một cái tướng tốt. Và cái tâm tốt thì đương nhiên cái về cái con đường hậu vận của họ sẽ rất là viên mãn. Và đặc biệt trên đường tâm đạo có ba cái đường như thế này, kết hợp với cái bàn tay của chữ M này nữa, thì có thể nói là những cái gì nó may mắn nhất, cái phúc phần của cái thiên hạ thì người đó hầu như đã chiếm trọn. Nói như vậy không có nghĩa là họ làm việc gì cũng thành công. Và đương nhiên cái chữ M hay là chữ X, chữ nhất hay là bất kỳ bàn tay nào đi nữa thì nó cũng có những cái điểm tốt, có cái điểm xấu. Có thành công thì chắc chắn sẽ cũng có cái sự thất bại. Tuy nhiên mỗi cái lần như vậy và chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của cái bàn tay chữ M và cũng như là cái vân tay đuôi phượng này. Nó thể hiện người đó có một cái hậu vận tương lai, hậu vận sau này rất tốt. Và những người có cái bàn tay M kết hợp với cái bàn tay đuôi cá này cho thấy là một cái sự may mắn, phúc khí rất lớn, rất là dồi dào. Chúng ta thấy cái bàn tay này nó rất là hồng hào, mập mạp, có đầy đủ những cái đường rất là đẹp, đường tài vận, đường kinh doanh và những cái đường có thể nói phúc đức rất lớn. Và cái bàn tay hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là chữ M, chính là cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Nếu như các bạn có được những cái dấu hiệu về cái bàn tay chữ M thì rõ ràng cho thấy đó là một trong những cái dấu hiệu mà nó sẽ mang đến cho các bạn một cái sự may mắn về cái hậu vận. Và cái bàn tay chữ M nó cũng còn có một cái ý nghĩa mà nó cũng rất đặc trưng nữa mà mình nghĩ rằng các bạn cũng cần phải lưu tâm. Đó là chính là những cái bàn tay của những người chữ M này thì có đôi lúc họ vẫn còn cái sự nóng tính, nóng nảy. Và cái điều này nó cũng không phải là một cái điểm xấu nữa. Bởi vì những người có bàn tay chữ M thì thường là cái tính tình của họ cũng rất là đạo đức, hiền lành. Những cái thể hiện cái tính nóng nảy của họ chẳng qua đó là một cái sự chân thành từ bộc phát từ cái bên trong nội tâm của họ ra để thể hiện cho người khác biết được cái suy nghĩ của mình, từ đó họ có thể hiểu mình hơn, chứ không phải là một cái ý nghĩa mang cái sự trừng phạt đối với người khác. Cho đó với những người có bàn tay chữ M là một trong những cái bàn tay nó thể hiện cái sự phúc khí dồi dào và cái tài vận của họ cũng sẽ rất là hanh thông. Nếu như các bạn có sở hữu những cái tướng tài này thì các bạn hãy tự tin vào cái tương lai của mình sẽ có một ngày nào đó tốt đẹp. Và mình sẽ kết thúc cái video này đây. Mình sẽ tiếp tục để cho ra những cái video hay và bổ ích để gửi gắm mang đến cho các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.